Câu hỏi 22 Tổ chức của một đại thiên thế giới có số lượng là bao nhiêu? Xin giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn Xin trả lời câu hỏi của chị Uông Thị Kiểm Tuyến Tổ chức của một đại thiên thế giới có số lượng là 1 tỷ hệ mặt trời Xin mời chị ở tiếp